Súp. Ok, chúng ta có một cái ổ khóa, một cái bàn cờ với cái đéo gì đây. Đéo gì đây cũng đồng. Tiền đạn và lại súp. Được kế hoạch khá mất bình tĩnh, rất ngoan, không nhớ cái gì. Chưa nên đi đâu, chúng tôi có ít đạn giờ đã biến mất, chúng tôi không biết vào cái này là gì. Rồi, mất mẹ đạn rồi. Chúng tôi nên cho Mary chút nước, ok. Mary Jane nước cài. À, Timmy cũng nước cài. Nước cài, ok. Có mỗi người một tí nước nước. Ok. Ngày. Ngày 4. Oh yeah. Tôi nghĩ chơi trò chơi lạ là một tưởng cái hoa dầu vậy sẽ làm quá khó chịu chứ không nhớ trong dừng lại. Yên bình, đang khá bình tĩnh, ok, vẫn chắc không liệt, ok. Test có vẻ ổn, ok. Rồi, hôm nay khá là bình thường. Cốc cốc âm thanh này luôn làm chúng tôi ngạc nhiên và bối rối, có thể bất kỳ điều gì tốt hoặc xấu nhưng luôn. À, thử mở đi. Biết đâu là lại có cái gì thiệt. Còn cả cướp mé nước rồi, à không, cộng cộng hai nước. Ok. Marizen bị ấy à. Đây. Chúng ta nên gọi là
Ok. Người tình nguyện đi lấy cà phê quay về tay không, rõ ràng quán hôm đó giờ đây chỉ là một cái hồ sơ. Ok, nước này, Medellin và thằng bé hổ là không cần gì hết. Là chút nước nên để uống nước. Chắc cần nước. Ta có rất nhiều nước thật à. Chúng ta có thể cho mỗi người một tí. Em đang đói. Ok. Thì mì đang rất đói. Đến thì tôi ok. Nếu các không muốn gì là sẽ không sống được. Tối hôm qua chúng tôi đã nghe thấy tiếng đồng là sau cửa chúng tôi. Chúng tôi thấy một cái cặp da có nên có tên địa chỉ. Chúng tôi phán chắc là nó ở đó ra rồi, mọi thứ vẫn ổn. Chiếc tiền món quà này là một cái bẫy bên trong nó tỏa sát vụ và phát nổ khi mở ra có bị thương không? Ôi ôi, bà bị thương rồi. Ok, nói chung là khá là ổn. Đối mặt với hình thức kinh dị chờ đợi trong bóng tối là có nhà cho tôi là ok, cho thằng gì chứ cái vấn này. Ok, Arizen vẫn chưa quay về. Chúng ta chờ thêm nước quá lâu thì như là cần nấu nữa, cũng như lại sân không sót à. Thì mình được ăn ok. Chẳng có thứ gì khiến chúng tôi vươn thì mới sẽ trả lại cho anh chỗ ăn. Nhưng kiểu như nó đang đói, đói và đói là rất mệt. Đói rất đói. Ok. Nó no. Những cái ra ngoài à, cử bạc mẹ đi. Ba đói rất muốn đói cồn cào. Tôi vớt phải đống đổ nát còn lại ở khu nhà đồ sụp của bọn cướp, có vẻ đó đã phá tan nó. Tình cờ trong đống đổ nát tôi thấy một con mèo đang ngồi liếm cách thở. Có nên cho nó vào không? Có cho phân lì đấy, có con mèo à. Cần chút thức ăn.
Về uống nước, ok. Meditation. Tin tưởng của ông bố. À, đói ăn. Ok. Vừa cho xem mình có con robot trên thừa là có béo ngu. Ngày 19. Rất đói. Nước. Ôi ngon. Tôi Loan nói nước một cái thêm một bài. Ok bà làm tốt lắm. Cửa tin mi.
Rồi xin vĩnh một. Có đây là phải cho ăn thôi. No. Thôi xong rồi, tình trạng là sắp đi rồi. Xin vĩnh game. Oh shit. 37 ngày.